Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay, Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 năm 2023. Trong bản tin, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tháng 10, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Đắk Lắk tăng 3,79%. Huyện Madarak đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh. Tăng cường quản lý nhà nước đối với dịch vụ thẩm mỹ. Ấn Độ và Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Israel tạm dừng hoạt động quân sự 4 tiếng một ngày tại Bắc Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ giữa các lực lượng, sáng ngày 11 tháng 11, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trung tâm Thương mại MM Mega Market Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Lắk. Theo tình huống giả định, vào lúc 8 giờ 46 phút ngày 11 tháng 11, do sự cố thiết bị điện, hỏa hoạn xảy ra tại khu vực kinh doanh quần áo, đệm mút của Trung tâm Thương mại, hệ thống báo cháy của trung tâm đang trong quá trình tu sửa, tạm thời không hoạt động nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, nguy cơ thiệt hại về người, tài sản rất lớn. Ngay sau khi phát hiện ra cháy, đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã cắt điện, điện báo lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp, đồng thời khẩn trương tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho nhân viên, khách hàng. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động hơn 70 cán bộ chiến sĩ, 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe cứu thương cùng các phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự cơ động đã phối hợp tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện giao thông, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, phục vụ công tác chữa cháy. Sau hơn nửa giờ, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, không xảy ra thương vong, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản. Hoạt động này nhằm kiểm tra, đánh giá phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và kỹ năng xử lý của lực lượng phòng cháy cơ sở. Thông qua buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao ý thức, kiến thức, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kỹ thuật, chiến thuật trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Từ đó mỗi cá nhân có đầy đủ kiến thức để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra. Trong 10 tháng năm 2023, sản lượng vận chuyển hành khách, hàng hóa cũng như doanh thu từ hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng trưởng khá. Trong tháng 10, vận chuyển hành khách ước đạt 1,44 triệu lượt, tăng 23,39% so với tháng trước. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 439.000 tấn, tăng 6,44% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng, vận chuyển hành khách ước đạt 14,12 triệu lượt hành khách, tăng 16,96% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 3,5 triệu tấn, tăng 157,54% so với cùng kỳ. Kết quả hoạt động vận tải trong 10 tháng cho thấy sản lượng các loại hình vận tải đều phục hồi, chất lượng phương tiện, chất lượng phục vụ, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cung cấp dịch vụ được đẩy mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Tháng 10 năm 2023, Đắk Lắk là trong 49 tỉnh, thành phố trên cả nước có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng dương với mức tăng gần 3,8% so với tháng 9 năm 2023. Tính chung 10 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk tăng hơn 12,4% so với cùng kỳ năm 2022. Một số ngành có mức tăng mạnh là chế biến, chế tạo, cà phê bột, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, sản xuất chế biến thực phẩm. Các nhà máy sản xuất chế biến công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gia tăng công suất hoạt động để phục vụ nhu cầu của thị trường dịp lễ Tết cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Để thúc đẩy ngành sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tạo điều kiện cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong tháng 10 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 3 xã, 1 thị trấn ghi nhận có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi là xã Tân Tiến, huyện Krông Bách, xã Đắk Nuê, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk và xã Gia Tờ Mốt, huyện Ea Súp.
Lũy kế 10 tháng, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 115 hộ, 75 thôn buôn thuộc 11 địa phương là các huyện Chư Mờ Ga, Krông Bách, Mararak, Lắc, Krông Năng, Ea Leo, E Súp, Krông Năng, Chư Quyên, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột. Số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 1.169 con, khối lượng tiêu hủy 49.263 kg. Thời điểm này, người chăn nuôi đang tái đàn để chuẩn bị nguồn thịt cho thị trường cuối năm, trong khi tình hình thời tiết lại mưa nắng thất thường nên nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi là rất lớn. Để đảm bảo an toàn cho đàn lợn phát triển khỏe mạnh, tăng cường công tác vệ sinh chuồng trại, tích cực tiêm phòng đang là biện pháp được cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện để hạn chế mầm bệnh lây nhiễm vào đàn gia súc. Đến nay có 99,54% số hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sử dụng điện lưới quốc gia và số lượng các xã đạt tiêu chí về điện trong nông thôn mới là 148 trên 152 xã, đạt 97,36%. Theo Công ty Điện lực Đắk Lắk, để thực hiện có hiệu quả tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới, ngành điện đã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, vận động người dân tham gia đóng góp công sức như hiến đất, ngày công, vật liệu để xây dựng, cải tạo lưới điện hạ áp theo phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm, tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia bảo vệ công trình điện, hành lang lưới điện, sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Nhờ vậy, hệ thống lưới điện đã phủ khắp từ khu vực thành thị đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn học sinh tham gia giao thông an toàn là nhiệm vụ đang được Công an huyện Madarak phối hợp với các nhà trường triển khai tích cực, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành, từng bước xây dựng văn hóa giao thông học đường. Nhằm hạn chế tình trạng học sinh vi phạm giao thông, trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành huyện Madarak đã phối hợp với công an huyện ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông, tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm các quy định về an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông qua những buổi chào cờ ngoại khóa, giúp học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cũng như thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông. Em nghĩ là các buổi ngoại khóa của trường thì rất là vui và khiến cho em dễ nhớ. Mấy cái hoạt động đấy thì rất là dễ nhớ. Hơn là học trên lý thuyết thì mấy hoạt động ngoại khóa sẽ giúp bọn em dễ nhớ về mấy cái luật cũng như là cái ý thức tham gia giao thông. Thì nhà trường đã cho các em ký cam kết là thực hiện tốt những cái vấn đề an toàn giao thông, là xe dưới 50 phân khối và đi không mũ bảo hiểm và đi hàng ngang, và đã có phối hợp với công an huyện và công an thị trấn trong quản lý chặt chẽ các học sinh. Nếu vi phạm, nhà trường tùy mức độ nặng nhẹ sẽ xử lý. Từ đầu năm 2023 đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Madarak đã tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho 14 trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn huyện với sự tham gia của gần 8.000 học sinh, giáo viên. Đồng thời, tặng 50 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, 560 cuốn cẩm nang lái xe cho các em học sinh và ra mắt hai mô hình cổng trường an toàn giao thông. Nhờ vậy, số vụ học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông giảm 59% so với cùng kỳ năm học trước. Công huyện đã xử lý nhiều và đã gửi thông báo đến các ban hiệu các nhà trường và phòng giáo dục tương đối. Và qua đó thì qua việc gửi thông báo và xử lý nghiêm đối với hành vi phạm trên thì cái đối tượng học sinh vi phạm trên địa bàn huyện trong thời gian đã giảm mạnh và cũng cam kết là trong thời gian tới sẽ xử lý nghiêm đối với hành vi phạm trên. Từ các buổi tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng phong phú đã giúp các em học sinh có các kiến thức cơ bản, nắm bắt các quy tắc tham gia giao thông an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển của loại hình kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ, thời gian qua các ngành chức năng của thành phố Buôn Ma Thuột đã tăng cường kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực này. Qua công tác kiểm tra của các ngành chức năng thành phố Buôn Ma Thuột cho thấy, có một số cơ sở thẩm mỹ vi phạm quảng cáo không đúng quy định như dịch vụ y tế chưa được cấp phép và vượt khả năng thực hiện của cơ sở thẩm mỹ. Qua các công tác kiểm tra thì đoàn cũng đã phát hiện các cái hành vi vi phạm tại các cơ sở và đã tiến hành lập biên bản và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.
Ngoài các sai phạm liên quan đến quảng cáo không đúng sự thật, từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng của thành phố Buôn Ma Thuột đã xử phạt 10 cơ sở thẩm mỹ vi phạm các nội dung chưa đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, không cung cấp đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa và máy móc thực hiện dịch vụ thẩm mỹ, thiếu niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ, thiếu giấy chứng nhận, chứng chỉ đào tạo, dạy nghề về phun xăm, thêu trên da, hồ sơ đăng ký quảng cáo với số tiền trên 100 triệu đồng. Trong thời gian tới, với trách nhiệm của phòng thì sẽ tiếp tục có cái công tác hướng dẫn, giám sát đối với các cơ sở này, đồng thời cũng sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập các cái đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra tại cơ sở, đặc biệt là sẽ tổ chức hậu kiểm đối với những cơ sở đã có hành vi vi phạm trước đó, đồng thời cũng chủ động phát hiện những cơ sở mà hoạt động vượt quá cái phạm vi cho phép, qua đó để phát hiện kịp thời và tránh cái sự cố đáng tiếc xảy ra. Để hạn chế những hậu quả do hoạt động thẩm mỹ không đúng quy định gây ra, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục có văn bản yêu cầu ngành y tế thành phố thường xuyên triển khai kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ spa, cơ sở thẩm mỹ, yêu cầu các xã, phường tăng cường nắm địa bàn để kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe khi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ trái phép. Bên cạnh sự nỗ lực vào cuộc của ngành y tế, người dân trước khi sử dụng dịch vụ làm đẹp cần tìm hiểu kỹ về cơ sở thẩm mỹ. Khi phát hiện các hành vi nghi ngờ hành nghề trái phép tại các cơ sở thẩm mỹ, người dân cần phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng để có cơ sở điều tra, xử lý theo quy định.